Chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị. Hôm nay em quay video về cây trắng Hà Đông, giới thiệu mọi người về thân lá cũng như là hoa của cây trắng Hà Đông này. Thì có thể là mọi người đã biết đến cái cây này qua những video trước của em. Em cũng nói rất là rõ trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy. Thì anh chị mà muốn sưu tầm hay là mua cây này thì cũng có thể liên hệ bên em. Bên em cũng bán những cái cây kỳ giống cũng như là những cái cây to trưởng thành, cây có hoa. Thì cái cây trắng Hà Đông này là được sổ tại Hà Đông của nhà bác Quân. Thì ngày trước đây hay gọi là trắng ông Quân ấy, trắng bác Quân. Bây giờ thì người ta không thích nữa nên là bác không thích thì nên là gọi thành trắng Hà Đông. Chứ cây này thì vùng xuất xứ thì nó không phải là ở Hà Đông mà là nó ở vùng miền trong nào đó, bởi vì như cây này nở rất sớm, với Hà Đông thì không có rừng. Thì những cái cây nở sớm như này thường là vùng miền trong và hương rất là thơm. Miền trong có thể là Tây Nguyên, Gia Lai, Kon Tum hay cái gì đó, đại loại là vùng Ninh Thuận hay cái gì đấy, đại loại trong miền trong đấy. Còn thực ra thì những cái cây này mà để mà biết chính xác 100% từ rừng nào thì rất là khó, bởi vì cái việc mua bán bây giờ nó rất là đơn giản, mua tỉnh nọ sang tỉnh kia, thế nên mình không thể biết chính xác nguồn gốc được. Mình cứ chơi theo cái sự nhìn nhận về bông hoa cũng như là về thân lá cũng như là màu sắc của nó. Ví dụ như cây này là cây trắng chẳng hạn, vậy thì chúng ta nhìn về màu sắc bông hoa các thứ để đánh giá nó, đúng không ạ? Thì cái cây trắng Hà Đông này thì cũng gọi là có từ rất lâu rồi. Cũng trên nhiều cái video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa em cũng nói giới thiệu rất là rõ về cái cây trắng Hà Đông này. Cây này thì nó là cây vùng miền trong và thân lá của nó thì bây giờ em sẽ nói lại sơ qua một chút. Cái ở dưới này nó bị tàn rồi. Đấy, em sẽ nói lại sơ qua một chút. Những cái cây trắng hoặc là năm cây trắng thì đều là thân lá xanh sạch. Thân lá cổ nó không ngăn tím, nó như kiểu trầm á. Đấy, trầm hay hạc vĩ nó đa phần nó như này. Thân lá của nó xanh sạch. Xanh sạch 100% và không có một chút tím nào anh chị nhé. Từ cổ lá cho đến lá là không có màu tím, bởi vì những cây này nó dạng ăn ba rồi. Còn những cây ví dụ năm cây trắng thì nó vẫn có xuất hiện những cái trường hợp như là cổ có tím hoặc là cổ hơi có màu tím hay như nào đó, thì đấy là thể năm cây trắng, có nghĩa là được sơ mi đột biến một nửa. Chứ còn những cái cây mà nó ăn ba đột biến toàn phần này thì nó sạch 100%, không có một chút nào ám cả. Đấy, là cái cây, tất cả những cây trắng đều là như vậy. Đấy là cùng cái trắng Hà Đông hay trắng Thực Hà hay là một số những cái loại trắng khác đều như vậy, đều với nhau, thân lá của nó xanh sạch. Cái cây hàng miền trong của nó thì là lá nó không có to anh chị nhé, lá nó chỉ giỏi, nó chỉ khoảng từ 2-3 cm. Đấy, và cái dáng lá nó khá dễ nhận diện. Anh chị nhìn cái lá cũ của nó này. Lá cũ này thì chúng ta nhìn cũng dễ nhận hơn. Lá nó nhỏ và dài. Nó dài khoảng từ 5-8 cm thôi. Đấy, và nó khá là tròn và nhỏ. Thân gầy. Nó là dòng thân gầy chứ nó không phải dòng thân ú như là cái cây miền Bắc. Cây miền Bắc thì ví dụ như cây Tuyên Quang, Hòa Bình hay là một số những cái vùng khác ấy, vùng Thanh Hóa đặt ra ấy, thì đa phần là thân nó rất là mập và bụ bẫm. Còn những thân vàng bên trong này nó gầy và nhỏ. Ở trong mình trong này nó cũng có những cái cây mà thân lá to và thân nù, nhưng mà nó ít hơn. Cái tỷ lệ thì nó tỷ lệ mà thân gầy này nó nhiều. Khi mà mình có trồng tốt, mình cho nhiều phân đi chăng nữa thì nó cũng vẫn gầy này, chứ nó chỉ dài và gầy thôi, chứ không mập ú được. Nhưng mà hàng Bắc ấy, hàng Bắc thì là ví dụ như hàng Hòa Bình hay là Tuyên Quang, Thanh Hóa các thứ thì là hàng Bắc thì nó khi mà mình trồng tốt, khi nó tù đầu mà mình cho nhiều phân ấy, nó sẽ mập ú lên, nó dạng như kiểu là mình gọi là nù hay là một số những cái gọi khác. Nhưng còn đặc điểm của cái cây này là nó không có nụ, nó không có thể ú được. Đấy, còn cây này đây như cây trắng Hà Đông, cây này là cây trắng Hà Đông thì thân nó cũng rất là gầy và nhỏ vậy thôi. Lá của nó thì thường cái độ khuyết nó cũng không bằng nhau anh chị nhá. Những cái khuyết lá này không hề bằng nhau, so le anh chị nhá. Đặc điểm của cái cây Hà Đông này thì nó cùng là phi điệp ấy, thì nó rất là dễ trồng và
như những cái cây trồng như những cái cây phi điệp khác thôi. Nhưng còn về cái độ ra hoa của nó, anh chị nhìn này, cái này nó chỉ khoảng tầm độ 13 cm thôi, 12 cm, 10, 12 cm, 13 cm gì đó mà nó đã cũng thể ra một nụ tự nhiên, không hề có sử dụng một tí tác động nào của thuốc cả. Có nghĩa là nó rất là dễ hoa, anh chị ạ, rất là dễ hoa. Trên 10 cm là đã có thể có hoa tự nhiên được rồi. Đấy, chứ nó không phải như là một số những cái cây khác. Cây này thì rất là dễ hoa và nụ của nó xanh lét là đúng rồi. Đấy, anh chị nhá, thì cái sơ qua về cây trắng cá đông thì nó cũng chỉ có một số những cái đặc trưng đơn giản như vậy thôi, anh chị ạ. Đấy, chứ nó không có gì. Hoa của nó thì cánh rất là bay. Đấy, anh chị nhìn này, cánh rất là bay, cánh rất là bay, nó hơi quăn đằng sau nhưng nó chẳng hẳn là bay lắm. Đấy, cánh nó hơi quăn đằng sau, nó rất là điệu. Cái này của nó là trắng, gần như là trắng tuyền. Mắt của nó thì gần như là không có màu gì, nó hơi ngà vàng ấy, nhưng mà độ ngà rất là thấp. Đấy, cái này là mũi của nó là tương đối sạch. Đấy, và cái đặc trưng của cây trắng cá đông này thì mọi người nhìn là nó rất là dễ. Năm cánh nó hơi quăn vặn vào lỗ, là quăn đằng sau ạ, anh chị nhé. Đấy, đây, nó là màu trắng tinh, rất là đẹp. Thì cây trắng cá đông này nó cũng rất là nổi tiếng rồi, thì có thể là mọi người đã gặp nhiều cho cây này rồi. Thì anh chị có thể tham khảo thêm về một số những cái đơn vị khác, cũng như là trên những nhiều video của em trên kênh Thiên Hàn Hoa, để mọi người hiểu thêm về cái loại làn, các loại làn, cũng như là cây trắng cá đông và một số cây khác. Cảm ơn tất cả các anh chị, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Xin cảm ơn.